Giải đáp.com gửi lời chào đến anh em. Hôm nay thì Giải đáp.com lại về một mẫu mới, và như thông lệ thì tôi lại tiếp tục làm video để giới thiệu cho anh em, để anh em có một cái cảm nhận tổng quát nhất về sản phẩm. Thì sản phẩm này tôi muốn giới thiệu cho anh em là sản phẩm mang cái thương hiệu Savato. Savato là một trong những thương hiệu đã được khẳng định tại Việt Nam trong một khoảng thời gian khá dài, và anh em có thể lên mạng check cái thông tin về cái thương hiệu Savato để anh em có thể biết được cái thương hiệu này nó có xuất xứ như thế nào và hiện tại như thế nào. Thì hôm nay thì tôi đi giới thiệu sâu về sản phẩm. Thì như trên trang web anh em để ý thì sản phẩm chúng tôi đã chụp để đăng lên web, nhưng mà rất nhiều anh em thì nhiều khi là ở xa hay mua hàng online cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc là kiểm tra sản phẩm rồi chất lượng sản phẩm. Thì tôi hôm nay thì cũng làm cái video ngắn để giới thiệu cho anh em, để anh em có một cái cảm nhận thực sự là tương đối tốt, bởi vì bàn tay tôi với lại cái mắt của tôi sẽ thay cho anh em để sẽ kiểm tra sản phẩm này chất lượng như thế nào. Thì anh em thấy thì cái hộp thì cơ bản thì cái hộp của đôi giày này cũng rất là cứng cáp, từ cái hộp đến cái phần nhận diện thương hiệu là có chữ Savato, và trong hộp thì anh em để ý là có cái vải không dệt để bọc sản phẩm, để bảo quản sản phẩm. Thì ngay cái vấn đề ở cái hộp là bên nhà sản xuất người ta đã cũng rất là chú ý để xây dựng lên cái thương hiệu Savato. Và bây giờ thì tôi bắt đầu giới thiệu về sản phẩm. Thì như anh em quan sát ấy, thì đây là một sản phẩm giày da nam mang màu sắc màu này màu nâu, nhưng mà nâu sáng một chút. Nâu này nâu trẻ anh em nhé, chứ không phải nâu cà phê hoặc là nâu cánh gián đậm hẳn. Nâu này nâu hơi sáng một chút, có thể trên video nó không thể hiện được hết cái điều đó. Thì tôi nhìn trên mắt thường tôi thấy là như thế. Thì chúng ta bắt đầu đi vào tổng quát. Thì chữ Savato thì được dập ở phần lót thân giày, được dập chìm ở phần lót thân giày, và kèm theo có gì, có dập thêm cả mực lên để tạo lên thương hiệu chữ Savato, và đã có chữ R, tức là đã được đăng ký bản quyền và thương hiệu. Và đây là một đôi giày chính hãng chứ không phải là một đôi giày nhái. Và tôi cũng làm video này mục đích cũng để cho anh em so sánh, bởi vì Savato trên thị trường rất là nhiều. Anh em đến cửa hàng nào cũng khi thấy Savato, thì bây giờ anh em phân biệt giữa giày chính hãng với giày nhái để anh em có một cái sự lựa chọn thông minh nhất khi mà quyết định mua một sản phẩm nào đó. Và video cũng gần như là một cái cách hướng dẫn cho anh em để anh em có thể đến các cửa hàng để mua hàng, anh em sẽ có cái nhận biết là giá cả, rồi có sự so sánh về giá cả trước khi quyết định mua bất kể một sản phẩm nào. Thế thì tôi bắt đầu giới thiệu về phần mu thân giày. Anh em để ý thì đôi giày này cũng không có gì đặc biệt ngoài những cái đường viền ngang, sọc ngang kéo dài từ phần mũi lên đến phần đai này, và kết hợp với một cái đính kim loại sáng màu ở phần đai da ở trên. Thì cái phần đính kim loại này cũng khá là xịn, và cam kết với anh em là không bị han nhé, và được đính rất là chắc chắn vào cái phần đai của cái đôi giày này. Nhiều anh em thì nhiều khi ngại cái đai nó bị gãy hoặc là bị han, nhưng mà vì đôi giày này cũng không phải đôi giày rẻ, nó cũng tiền triệu, cho nên là nhà sản xuất người ta cũng không có sử dụng những cái chất liệu quá là kém để xây dựng nên sản phẩm này, bởi vì giá tiền triệu mà, chứ không phải là dạng một vài trăm, cho nên là cái vấn đề ngay cả những cái khuy này người ta cũng phải để ý, bởi vì người ta cũng không dại gì để tiết kiệm một cái khuy này để ảnh hưởng đến cả chất lượng cả một đôi giày. Thì anh em nhìn tổng thể trên đôi giày thì được làm rất là tỉ mỉ, từ cái vấn đề về keo được làm rất là cẩn thận, và hầu như cái vấn đề về đường keo là không có hở, và phần da thì mặc định là hơi nhăn nhăn một chút rồi, anh em thấy là các cái đường khâu đã nhăn nhăn ở trên phần mũi và kéo dài xung quanh đó. Và nếu mà nhìn tổng thể về đôi giày thì anh em thấy đôi giày này cũng không phải là một đôi giày to, là một đôi giày rất là gọn gàng, cho nên là những người mà ở tầm cân trung bình thì hoặc là gầy đều đi được, còn những người mà tầm cân nặng một chút, ví dụ như là gọi là tầm 80-90 kg thì đi đôi này thì nó cũng hơi nhỏ so với cơ thể. Thì đôi giày này thì với cái màu sắc này thì anh em nhìn thì nó cũng khá là trẻ trung chứ không phải là màu da. Màu này có thể điệp rất nhiều trang phục sáng màu, quần Âu, quần kaki, quần thô, thậm chí cả là quần jean, vì đây là một đôi giày cũng khá là phù hợp với nhiều trang phục. Bắt đầu tôi mới nói về phần đế, thì đôi giày này được làm bằng đế kết với cao su non, cho nên là cũng khá là mềm, không phải là cứng hẳn, cho nên là anh em di chuyển trên đôi giày này thì tôi nghĩ là cũng rất là dễ di chuyển và có cái độ bám sát rất là cao, độ ma sát rất là cao. Sản phẩm này thì cũng không phải là mới của năm nay đâu, nhưng mà nó chỉ vừa về cửa hàng thôi, sản phẩm này đã được bán trên thị trường cũng khá là lâu rồi, thì khách hàng qua cũng có những cái feedback phản hồi về sản phẩm này, thì cái phần đế này đi cũng rất ít khi bị mòn, và phần da này cũng rất ít khi bị hỏng, trừ khi một thời gian rất là dài chán mà chúng ta bỏ đi thôi. Còn đôi giày này thì về chất lượng thì ổn định, không có vấn đề gì xảy ra cả.
Tiếp theo đến cái phần mã của đôi giày thì anh em để ý cái phần thành giày, thì cái mã được ghi ở phần thành giày thì nó có cái mã số là ID136-3, thì đây chính là mã của sản phẩm. Và bây giờ thì tôi bắt đầu đi sâu vào bên trong cái phần gọi là nội thất của đôi giày. Thì khi sờ vào bên trong nội thất của đôi giày thì tôi nhận thấy một điều là đôi giày này được làm bằng bên trong cũng bằng da. Da này là dạng da bụng hoặc là da cái lớp thứ 5, tức là cái lớp rất là mềm của cái con bò. Nó không phải là lớp thứ 2, thứ 3 mà là lớp thứ 4, thứ 5 rồi. Cho nên là nó rất là mềm và khi chúng ta xỏ chân vào đây chúng ta sẽ có cảm nhận được nó có một cái sự mút, và chúng ta đi vào chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích. Chứ không phải là cái da có cái độ đanh và cái độ nhát ở ngoài này thì đi bằng sẽ không thể chịu được khi mà đi trên bàn chân của chúng ta. Cho nên bên trong phải sử dụng một cái loại da rất là mềm mại. Tiếp theo đến phần gót thì anh em thấy là như các đôi giày khác ấy, thì phần gót cũng được sử dụng bằng nỉ là nhiều. Đôi này cũng tương tự, bởi vì người ta cũng sợ xảy ra tình trạng là đút gót vào đây nhiều ấy thì nó sẽ bị rách, cho nên là cái phần nỉ nó sẽ có độ mài mòn tốt hơn, cho nên là người ta đã sử dụng cái phần nỉ ở cái phần gót này. Về đằng thiết kế về phần sau của gót của đôi giày thì cũng là những cái đường sọc lên mà gần như là để nối dài những cái phần mũi thân giày để tạo thành một cái khối rất là đồng nhất và có thiết kế. Thì về cơ bản tổng quan đôi giày thì cũng khá là mềm. Bây giờ tôi gập cho anh em xem. Thì tôi một đôi giày công sở mà để gập được như này thì anh em cũng biết rằng là cũng không phải là một đôi giày công sở là quá là chất lượng kém. Bởi vì nếu chất lượng kém thì tôi chỉ cần gập một cái là anh em thấy nó nhăn nhúm rồi, thậm chí nó mất form luôn. Nhưng khi tôi gập xong đôi giày này thì anh em để ý là đôi giày vẫn gần như vẫn giữ được nguyên trạng. Và từ phần mũi đến phần thân giày, mu thân giày nó chỉ hơi nhăn nhăn một chút thôi. Vì đương nhiên thì là da thật thì nhăn. Còn nếu mà dạng nhựa thì nó mới không nhăn. Đó, thì hơi nhăn nhăn một chút thì không ảnh hưởng gì, bởi vì trên đôi giày đã thiết kế để chống nhăn rồi. Đó. Thì về tổng quan đôi giày thì tôi đã giới thiệu xong. Thì anh em nếu mà có nhu cầu đặt hàng thì anh em có thể để ngay số điện thoại dưới video này. Nhân viên bên tôi sẽ liên hệ lại ngay cho anh em. Hoặc anh em cũng có thể nhấc máy lên để gọi điện theo số điện thoại 0912698523 để đặt hàng, hoặc có thể truy cập website giaynam.com để đặt sản phẩm này. Bên nhân viên tôi sẽ gọi lại. Anh em chú ý một điều là sản phẩm của bên tôi là giao hàng toàn quốc, khách hoàn toàn được mở hàng, kiểm tra hàng và đi thử trước khi thanh toán. Đi thử thật đẹp mới mua nhé, không đẹp không mua. Bởi vì tại sao chúng tôi làm là muốn bán cho khách hàng những sản phẩm để đi được nhiều nhất trên đôi chân, chứ không phải là tôi bán cho khách hàng là chỉ để trong tủ để cho đẹp thôi. Cho nên là rất mong khách hàng được đi sản phẩm nhiều nhất. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chúc anh em thành công, chúc em có một sự lựa chọn thật là thông minh. Xin cảm ơn anh em. Chào anh em.